ta lại có thể lấy sò ra được. Đầu kết thúc cái quá trình nướng của chúng ta đó. Đó. Đây, những con giò sò nó đang còn nóng rồi. Mày thấy sao mà rất là đẹp. Nó rất là thơm. Đói đó. Bây giờ chúng ta chuyển qua bên đó. Bên cái loại bên phần chúng ta cũng tắt. Rồi. Giờ đây trứng chưa chín đâu không? Chín rồi. Thôi, gấp chứ nó còn chảy này. Ờ, mình bây giờ bày ra dĩ. Chương trình gì không? Giờ bày ra dĩ đi. Có dĩ bự không? Dĩ đó không được. Đầy cái dĩ đó luôn. Nhỏ 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 mà. Dùng lại. Gấp ra cái mâm đi. Mình lấy mấy con mạch chín này. Ừ, còn như bỏ vô cái lò lại. Mấy con mạch chín nó đó. Nó còn cái thằng nóng. Giữa tầm đó. Rồi. À, kết thúc chương trình, chúc quý vị ngon miệng cho nên chương trình sẽ được phát sóng trên VTV7 vào tuần sau ạ. À. Không thể không biết là sau có thể gặp lại, thế thì gặp lại tháng sau ạ. À.